siêu phẩm, siêu phẩm. Cái này có lẽ nó hơi sáng không dám vô. Đó 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 đó, đó đã hôn quá bự luôn các bạn ơi. Ôi Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất nha. Thì hôm nay mình cũng sẽ câu con sông lớn các bạn ơi. Đây là cũng là con sông Mỹ An nha. Thì nói chung là con nước này á thì phải đi câu dài dài lên. Thì chỗ nào mà có thì mình cứ câu đăng clip gửi đến các bạn xem. Chứ mình không biết cố định là câu chỗ nào cho nó chính xác các bạn. Chứ giờ mình chưa câu theo cặp mé thôi. Mé mé bờ nè. Rồi nó ăn thì mình cứ câu gửi đến các bạn xem nha. Rồi chưa chắc TV cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ kênh nha. Rồi mình sẽ đi câu nhấp nha. Bắt đầu các bạn ơi. Mấy cái lỗ câu này cũng ngon, không biết sao đây. Thế là ngon lắm. Vô cái gốc cây dừa các bạn. Sao con cá này táp 3 lần không dính. Con cá này táp 3 lần là chưa dính đó các bạn. Phóng to cho các bạn xem nè, nó táp nha. No mẹ nó. Đó, ôi, đau quá cầm ui, ôi, má ơi, siêu phẩm, siêu phẩm, hay đã không, để mình xích vô đây nha, để nó rớt không lại là ổn lắm, quá, quá đã luôn các bạn ui, cá này bằng tay đó. Mình review con cá này hơi lâu các bạn ơi. Cá đẹp quá đẹp. Thấy không? Mình làm cái hình nền con cá này nha. Quá đẹp luôn. Rồi, câu chỗ này con Hugo nha. Mình xả miếng cám tiếp. Rồi mình di chuyển lên trên. Rồi mình câu cái lỗ cái lỗ mới nữa. Cái mình quay ngược lại các bạn. Ừ, giờ mình di chuyển lên trên đây. Giờ mình vô cái lỗ bên đây nha. Mời quá các bạn ơi. Dính được con cái là có tinh thần lại liền. Dính con cá cỡ đó nó đẹp. Đó là tinh thần làm xuống đây làm luôn nè. Ô cá nó ngộ lắm, nó ăn hoài. Nó các bạn thấy không? Mới vừa nói luôn, bỏ xuống nút cái tóc. Đây nha, cái này cây nhiều các bạn ơi. Miễn cá nó đẹp là được. Nói chung mà câu trong cái bụi rậm mà chỗ mà có rễ cây
các bạn móc thêm móc lòi lử, nó táp là tự nó dính. Giờ phải bỏ chỗ hơi rộng rộng. Nó hơi khó bỏ các bạn. Chỗ này là có Hugo nè. Chạy hả? Chạy hả em trai? Từ từ nha. Từ từ. Đây. Cá hai ngón rử. Động mà nó vô hai ngón ăn lên. Quá sướng. Hai con cá đẹp không rồi các bạn. Rô non nhiều quá. Cá cơ này là giật là mê lắm nha các bạn. Đã. Ôi đẹp rồi các bạn. Đẹp ghê chưa?
Cái này có lẽ nó hơi sáng không dám vô. Đó 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 đó, đó. Đã hơn quá bự luôn các bạn ơi. Ôi cá nó bự quá các bạn ơi, đẹp ghê không. Nhỏ ngoài đó là mẹ ngoài đồ ăn cho mà nó vô đủ sợ. Tiếp tiếp để mình rồi, để mình review cái lượng cá cho các bạn xem nha. Đó thấy không, câu cũng được mớ cá ngon, có con Hugo nha. Hugo này nó bỏ vô nó cũng nó bị trầy trụa hết. Ê, còn con cá Hugo kia đâu ta, còn con nữa đâu phải con này rồi, vậy nó sảy ra hết một con rồi các bạn ơi. Con ngon ghê, để sảy rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Còn con nữa nó sảy ra mất tiêu rồi các bạn ơi. Rồi chúc các bạn xem clip thư giãn. Bye bye.